Vào tối mùng 3 tháng 4, nam rapper Kha'Zix đã có một màn biểu diễn máu lửa tại Đại Nhạc Hội tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, vì biểu diễn quá sung sức mà nam ca sĩ đã gặp sự cố khi bị ngã từ sân khấu xuống đất. Cụ thể, khi vừa thực hiện vũ đạo cho màn trình diễn bản remix cực sôi động của ca khúc Người Lạ Ơi. Lý do vì anh cháy hết mức nên đã vô tình vấp phải chiếc loa đặt ở khu vực sân khấu khi lùi lại phía sau. Điều này đã khiến nam huấn luyện viên chương trình Rap Việt rơi thẳng xuống dưới nền đất từ độ cao khoảng hơn 1m6 trong sự hốt hoảng của nhiều khán giả đang đứng ngay rìa sân khấu. Sau khi bị thương vì té xuống nền đất, Kha'Zix được đông đảo lực lượng bảo vệ đến bế vào trong hậu trường. Trong đoạn clip được khán giả quay lại, có thể thấy rõ anh vô cùng đau đớn và gần như không thể tự đứng dậy được. Dù vừa bị thương nhưng anh vẫn cố gắng tiếp tục biểu diễn và có thể di chuyển những bước rất ngắn. Anh còn trấn an khán giả với câu nói, anh vẫn hát được. Có thể thấy dù vừa bị ngã đau đớn nhưng Kha'Zix vẫn giữ tinh thần làm việc chuyên nghiệp, máu lửa với sân khấu, trong tình trạng đau chân khi gặp sự cố. Nếu anh cáo lỗi không trình diễn tiếp, khán giả hoàn có thể thông cảm được nhưng anh vẫn lựa chọn việc tiếp tục biểu diễn để phục vụ khán giả. Được biết, anh cho hay anh hoàn toàn ổn định tuy nhiên anh vẫn chưa thể nhấc chân phải lên được. Điều này khiến nhiều người hâm mộ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nam rapper. Các bạn đang theo dõi bản tin Rap News của Hay Ho Rap Việt, bấm đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất về Rap Việt. Mới đây, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau đoạn clip Suboy quẩy banh trên nền nhạc ca khúc của nhóm nhạc Blackpink. Sự cuồng nhiệt của Suboy đã khiến cho tất cả khán giả bên dưới hò reo cổ vũ, còn những người đang đứng trên sân khấu đã bị nữ rapper chiếm hết spotlight. Thậm chí, Suboy còn đưa luôn chiếc cuốc mà mình đang đi làm điện thoại. Hành động này khiến nhiều người suy đoán Suboy chắc đang có chút men say trong người nên phấn khích. Dù không biết đoạn clip này được quay chính xác vào thời điểm nào nhưng người hâm mộ không khỏi nhớ tới hình ảnh rapper Suboy luôn căng tràn năng lượng trên sân khấu và rất nhiệt tình trong mọi cuộc vui. Cho đến thời điểm hiện tại, ngay khi thông tin Rap Việt mùa 2 dục dịch trở lại, Suboy đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Sự tâm huyết và chuyên môn của Suboy đã được thể hiện rõ và góp phần tạo nên thành công cho chương trình. Việc vị trí ghế nóng dành cho huấn luyện viên rapper nữ đang khiến rất nhiều người tò mò. Dù có một số thông tin cho rằng Suboy sẽ không trở lại mùa 2 nhưng người hâm mộ vẫn luôn hy vọng cô sẽ có màn tái xuất ngoạn mục trong show truyền hình đình đám này.